Nay mình chia sẻ bạn chủ đề là càng nhiều khó khăn thì càng hé lộ nhiều tài năng của bạn thôi. Nó giúp cho con người của bạn nó lộ ra cái tài năng của bạn thôi. Cái câu chuyện mình gặp một bạn, bạn muốn ra kinh doanh laptop, bạn mới nói rằng là em không có tiền em kinh doanh laptop được không? Mà nói được chứ sao lại không được. Vậy thì bạn nói là gì? Mà em bắt đầu bằng cách nào? Mình kêu là bắt đầu bằng cách là đi tìm kiếm khách hàng. Ok chưa? Ra kinh doanh là bắt đầu bằng việc tìm kiếm khách hàng. Các bạn luôn nhớ vậy. Cái công thức của kinh doanh nó là vậy. Rồi sao nữa? Rồi có khách hàng rồi thì nó như thế nào? Rồi em đi lấy máy tính về, rồi em giao cho họ, bắt đầu em có tiền. Cái các bạn hình dung chưa? Nó rất là đơn giản vậy. Chúng ta đâu cần phải có nhiều tiền đâu. Có khách hàng rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi lấy laptop, là chúng ta chỉ cần một khoản tiền rất là nhỏ thôi, chúng ta đã kinh doanh được rồi, đâu cần phải có nhiều nhiều vốn. Vậy thì bạn đó mới hỏi mình là vậy thì làm sao để em có khách hàng? Thì mình nói là phải nếu mà muốn có được khách hàng thì phải như thế nào? Muốn có khách hàng mua laptop thì chúng ta phải biết làm marketing. Bạn mới nói là vậy thì làm sao để em biết làm marketing? Mình mới hỏi gì lại á, vậy thì em có khả năng, vậy thì theo em thì cách nào để em biết marketing? Em chưa biết thì cách nào để em biết marketing? Bạn nói là chắc là em phải đi học rồi. Mình nói là đúng rồi, cái gì không biết thì phải đi học, ngồi chỗ sao biết. Nhưng mà nói em có khả năng học không? Bạn nói là dạ em có khả năng học. Vậy khi nào em đi học? Bạn nói là em chưa sắp xếp được. Một khối rồi đó bạn bạn nói chà sao nó cũng khó khăn thế nhỉ. Vậy thì mình mới hỏi bạn là vậy thì bạn mới nghĩ là cái cách nào để nó không còn khó khăn? Bạn ngồi im. Mình nó nói là chỉ có người chết thôi mới không còn khó khăn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Còn chúng ta còn sống là còn khó khăn. Hết khó khăn này đến khó khăn việc khác. Ok chưa? Người làm kinh doanh là chúng ta phải tháo gỡ khó khăn này. Rồi xong rồi lại cái khó khăn khác nó lại xuất hiện. Rồi lại tháo gỡ tiếp một khó khăn khác nó xuất hiện. Chỉ có hai cách để chúng ta vượt qua khó khăn. Bạn có muốn mình chia sẻ mà? Mấy cách? Hai cách. Bạn có muốn mình chia sẻ mà? Cách thứ nhất là gì ạ? Cách thứ nhất là chúng ta phải biết cách học để biến những cái khó đó nó thành dễ. Bởi vì bạn muốn hay không muốn thì nó vẫn cứ tồn tại trong cuộc đời bạn, nên bạn phải học để khắc phục nó. Thì tự nhiên nó thành dễ, nó không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên, điều đó nó không có nghĩa là không còn nữa, bạn sẽ gặp những khó khăn mới và bạn lại tiếp tục tiếp. Và cuộc sống nó luôn phát triển vậy. Và cái cách thứ hai đó là chết, nằm xuống đất, không còn khó khăn nữa. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Các bạn nên nhớ ra một điều gì vậy này. Đằng sau của một người bạn thấy họ rất là tuyệt vời, đó là sau họ là cái khả năng họ vượt lên khó khăn và họ khắc phục khó khăn rất là tuyệt vời. Đằng sau một cái người doanh nghiệp rất là tuyệt vời, đó là họ có khả năng giải quyết những vấn đề cực kỳ tuyệt vời. Đằng sau một cái doanh nghiệp thành công, đó là cái doanh nghiệp đó họ đã tích lũy rất là nhiều cái năng lực để giải quyết những cái khó khăn của doanh nghiệp đó rồi. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì ra khởi nghiệp nó có nhiều khó khăn không? Đầy khó khăn. Khó khăn đầu tiên là chọn sản phẩm. Khó khăn thứ hai là làm sao tìm kiếm khách hàng. Khó khăn thứ ba là làm sao để có thật nhiều khách hàng. Khó khăn thứ tư là làm sao để nhân viên. Khó khăn thứ năm là làm sao phát triển hệ thống thị trường. Khó khăn làm sao để chúng ta có được lợi nhuận. Làm sao chúng ta phát triển được sản phẩm mới. Ok, làm sao chúng ta chăm sóc khách hàng. Làm sao để chúng ta lên một cái hệ thống nó chạy ngọt. Làm sao chúng ta hệ thống hóa để nó không phụ thuộc vào ta. Rất là nhiều khó khăn. Ok chưa? Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách thì những cái khó khăn đó là gì ạ? À? Nó làm cho các bạn năng lực bạn phát triển hơn, nên là mình nói là khó khăn nó giúp cho bạn hé lộ tài năng của bạn. Khó khăn nó như là gì ạ? À? Nó như là một cái đứa cản đường bạn vậy đó. Như bạn đang đi này, cái đứa nó đứng nó cản đường bạn, nó không cho bạn vượt qua. Cái đó gọi là khó khó khăn. Nó cản đường bạn đủ theo đó, và nó phải làm cho bạn suy nghĩ cách để bạn vượt qua. Nếu chúng ta không biết cách thì khó khăn nó như là những thằng cản đường, nó đứng dậy nó kêu mày đi qua là tao xử mày. Ok chưa? Nhưng nếu mà bạn nào biết cách thì khó khăn nó như là gì ạ? À? Nó như là một đứa đệ tử chứ. Nó giúp cho bạn lớn lên. Bạn bạn hình dung chưa? Nếu mà bạn bước chân vào khởi nghiệp mà bạn không còn đồng nào thì bạn phải có cái năng lực là làm sao không có tiền người ta vẫn có khởi nghiệp được. Ok, nếu bạn bắt đầu ra khởi nghiệp mà nó như là gia đình bạn rất là nhiều người cản bạn, mình gọi là rào cản đại ca đó. Ok chưa? Thì tất cả những con người đó họ đang luyện cho bạn một cái năng lực rất là tuyệt vời, đó là bạn phải có cái năng thuyết phục họ và bạn thuyết phục và
những người đó họ khó khăn với bạn thì bạn luyện cái khả năng thuyết phục bạn thôi. Ok chưa? Ở đất nước hôm đó mình đi cái chiếc xe taxi Uber. Và cái ông tài xế Uber ông cứ rơi rỉ là đường Sài Gòn lúc này nó kẹt xe quá. Mình mới nói với ông như vậy này. Vậy bây giờ anh muốn nó không kẹt xe, anh muốn anh lên thành phố mới Bình Dương á. Anh biết cái thành phố mới Bình Dương nó rộng thênh thang, nó không có người ở đó. Anh chạy đó thì nó không có kẹt xe. Mà không có người ở thì dặn đến cái gì, nó không kẹt xe dặn đến gì thì đâu có khách đâu để anh chạy. Anh có nhận ra điều gì không? Nhờ có kẹt xe nên khách nó mới nhiều để cho anh chạy nè. Sài Gòn này mà nó hết kẹt xe nữa thì cơ hội đâu nữa để mà kinh doanh. Bắt đầu anh mới nhận ra anh là đúng rồi. Nếu mà người nó vắng thì nó đâu còn kẹt xe, nếu mà người vắng kẹt xe thì đâu còn cơ hội để cho làm ăn nữa. Các bạn vô rồi. Khó khăn chính là cái đứa đệ tử đang huấn luyện bạn. Vậy bạn có còn rên khó khăn nữa không? Chỉ có hai cách để chúng ta vượt qua khó khăn thôi. Một là học để vượt qua khó khăn, hai là chết đi, nằm xuống đất là nó sẽ không còn khó khăn nữa. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì khó khăn, nếu chúng ta biết cách, chúng ta sẽ trở thành một con người rất là tuyệt vời. Còn nếu chúng ta nhỏ hơn nó, chúng ta trở thành một con người rất là tệ hại. Một người luôn rên rỉ, một con người thất bại là một người rất là dở, rất là tệ hại. Các bạn đừng nghe mấy quỷ đó. Mấy quỷ đó nó tệ hại lắm, nó dở ẹt à. Các bạn hãy đi tìm những con người mà họ có cái năng lực vượt qua khó khăn rất là tuyệt vời. Họ biết cách giải quyết vấn đề. Và bạn gặp những con người đó, bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều điều. Trên con đường khởi nghiệp nó còn rất là nhiều khó khăn phía trước. Hãy bình tĩnh, hãy đủ năng lực và hãy đủ tư duy để vượt qua những cái điều đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hãy theo dõi cho mình những cái đoạn video sau. Hãy bấm cái nút kìa đăng ký ở trên YouTube tối này. Và các bạn theo dõi cho mình hàng loạt những cái bài mà mình chia sẻ ở phía sau này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.